xin thầy Diệu Âm Tịnh Hải cho con hỏi một câu là con nghe rất nhiều người dùng kinh A Di Đà để mà cầu siêu. Vậy thì có đúng lý đúng pháp hay không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. A à, Di Đà Phật. Đúng chứ sao không đúng. Nhưng mà coi chừng nếu mình nghĩ đơn giản quá thì mình chấp sự bỏ lý cũng không hay. Kinh A Di Đà dạy cho mình niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc. Để khi mình lâm chung A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt mình. Người đó tâm không còn điên đảo nữa, tức được vãng sanh Tây phương cực lạc. Phật dạy là Nếu vật cầu sanh Tây Phương cực lạc để khi mình buông báo thân được bản thân mình lại lấy cái kinh A Di Đà Phật tung lên để cho người ta Cầu để cho người ta được siêu sanh. Nếu mà mình tung một lời kinh đó mà người chết cái vong linh đó mà nghe được giúp mình được thì người cái vong linh đó cái hương linh đó được bản thân. Nếu mà người ta đang ở trong những cảnh khổ tâm trí đã rối loạn rồi. Gọi là chư căng tăng hỏi rồi, người ta nghe được hay không là cái chuyện khác. Cho nên xin thưa với chư vị, cầu siêu chính là hàng ngày chúng ta cầu sanh Tây phương Cực Lạc đây mà mình không hay chư vị ơi. Cầu siêu chính là người nào thành tâm niệm A Di Đà Phật, cầu siêu sanh Tịnh độ đúng không chư vị? nếu mà lấy cái đạo lý nhất thiết duy tâm tạo tất cả đều do tâm tạo như vậy cái người nào mà cuối cùng thành tâm niệm Phật cầu siêu tranh tịnh độ chính là cái người đó đang làm một cái đại lễ cầu siêu trọ để trong dịp này họ vẫn sanh Tây phương gật đúng không chưa vậy cho nên tụng kinh A Di Đà để cầu siêu là đúng nhưng mà thực hiện có được cái con người đó vãng sanh hay không là một điểm mà chúng ta phải cẩn thận như vậy nếu mà chư vị cứ nằm đó chờ chết rồi mời ngài quán chánh tới mà mà bắt ngài cầu cầu siêu thì ngài nói tại sao chư vị không lo niệm Phật trước mà cứ chờ chết rồi ta đưa ta cầu siêu ta có năng lực nào cầu siêu con nói như vậy có đúng không ngài nhưng mà vì chúng sanh không chịu tu Cho nên Ngài phải vì thương chúng sanh mà làm như vậy Chứ chẳng lẽ bây giờ làm sao Cũng giống như Phật nói Nói tính vô lượng Pháp môn là để tạo cái phước duyên Tạo cái duyên cho chúng sanh Để sau cùng khi mà cái cơ duyên thành Phật Đã thành tục rồi Ngài nói Chư vị ơi hãy đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc Để mà siêu sanh đi Chứ đừng có đi lang thang tìm chút phước nữa Bây giờ trong bao nhiêu năm qua Chư vị đã có phước rồi đó Lấy cái phước đó gỡ thắng về Tây Phương đi Rõ ràng cái câu a di đà Phật Không ai hỏi mà Ngài nói Ngài khi mà Ngài nói cái đó rồi Ngài nói chư vị ơi Tất cả những pháp môn kia Đều là dồn về câu a di đà Phật Ta dùng cái phương tiện đó mà tạo phước cho, cho chúng ta Chúng ta đã có phước, có duyên, có đủ đầy đủ căn lành rồi Mau mau dùng căn lành đó mà gom lại đây Niệm câu a di đà Phật băng thắng về Tây Phương cực lạc như vậy cầu siêu là chính mỗi người phải ngày ngày niệm a di đà phật cầu sanh tây phương cực lạc mới đúng nghĩa con nói như vậy có đúng không thầy như vậy chưa vị có quyết lòng tự mình cầu siêu cho mình chưa quyết lòng ạ à. ngoài cầu siêu có cầu hết bệnh không dạ không ạ có cầu hết nạn không à. làm sao được vượt qua ách nạn của nghiệp chứng là câu a di đà phật cầu sanh tây phương cực lạc Đi theo đường dọc tiếng từng bước từng bước là đi theo con đường thủ xuất chỉ dành cho hạng đai Bồ Tát mới thực hiện được. Còn ta phạm phu đi con đường từng bước từng bước lên. Chúng ta phải trải qua vô lượng á Tăng kỳ kiếp mới thành tựu. Trong khi vượt qua cái đường ngang là băng thắng về Tây Phương bất cứ một cái chỗ nào. Thì Phật gọi là hoành triệt mà thành đạo hoành là đi ngang qua từ một người phàm phu tội chứng sống nặng này niệm phật cầu sanh tây phương cực đi thắng về cõi tây phương cực lạc gọi là cầu siêu một cơ hội này bản thân một con chó một con mèo nếu mà nó có cái căn lành nó nghe được câu a di và nó thầm niệm trong đó nó cầu sanh tây phương nó cũng từ con súc vật này mà bắn thắng về tây phương cực lạc đến nỗi đức a di đà nói giấu cho chúng sanh dưới địa ngục a tỳ gọi là Jim ma la giới tam ác đạo chúng sanh nghe danh hiệu này mà ngộ ra mình niệm a di đà phật liền đi cầu sanh tây phương cực lạc nhấn đến mười niệm mà không được bản thân ngài thể không thành phật rõ ràng đại nguyện của ngài là rộng độ chúng sanh trên từ đánh giác dưới tứ địa ngục a à, tỳ cũng là một câu a di đà phật này mà niệm nhưng mà xin hỏi chư vị xuống địa ngục niệm phật dễ không làm trúc thanh niệm phật dễ không làm ngã quý niệm phật dễ không làm người niệm phật dễ không dễ yeah. <laughs> nói dễ là những người quyết lòng niệm phật nói khó là những người không tin cho nên dễ hay khó ở niềm tin mong chư vị phải vững vàng Đi để mà bản thân Tây Phương Ngân Lạc, chứ đường ấy đi lên trời rồi lên cánh gói nữa, kho lâm lên chư vị, đường này đi thẳng về Tây Phương. Chư vị chịu đi không? Dạ. À. Chịu đi thì chịu thành Phật, chịu đi thì chịu thành Phật. Đức Vũng Sư đã hứa với chư vị, vãng sanh một đời thành Phật. Cho nên Ngài tuyên bố một cách thẳng thắn cho trung thành dễ hiểu. Vãng sanh Tây Phương cực Lạc, tức là thành Phật luôn ngài bổn sư thích ca nô Địa phật nói vậy trong kinh niệm phật ba là mật cho không ai gì ông nói đâu nhé à, à di à, đà à, phật à. Và chúng con uh, xin thành tâm uh, Chuyên công đức của thầy diệu âm tịnh hải bây giờ chúng con cũng hiểu ra không phải là tụng kinh là để cầu siêu mà tụng kinh để hiểu ý nghĩa lời phật dạy mà y giáo phụng hành đúng không chư vị dạ nam mô a di đà phật